Em xin chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem video ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái lô đàn điện đấu giá từ Nhật về ha, với mức giá chỉ từ 2 triệu thôi, mà đàn thì khá là đẹp, đa số là đàn đẹp nha mọi người, ngoại hình nó rất là đẹp và cũng như là chỉnh chu mọi thứ, sẽ set up hai dây mới tặng kèm phụ kiện bao gồm là bao đàn, dây đeo và phím cho mọi người ha. Rồi thì bắt đầu cái đầu tiên nha. Đầu tiên là cây số 1 nha mọi người. Cây này thì có thương hiệu là Shelder. Và Shelder là một cái dòng, một cái xưởng nhỏ của Nhật chuyên làm các dòng đàn giá rẻ ha, để xuất ra thị trường, bán ở nội địa Nhật nha mọi người. Đây, Shelder. Cây này thì có màu đen và cấu hình đàn là HHS nha mọi người. Đấy, cây này là một cây full black luôn ha. Những cái dàn phím đó nè, rất là mới tinh ha. Rồi, cấu hình HHS để đa dạng thể loại cho mọi người có thể chơi được nhiều thể loại ha. Chơi pop, rock, ballad, blues, jazz gì vậy đó. Đấy. Rồi. Bộ ngựa còn rất là đẹp nha mọi người. Bộ ngựa còn rất là đẹp. Đàn không có chảy xước gì hết ha. Nó chỉ bị bám bụi được thôi mọi người, bởi vì số lượng nó khá là nhiều á. Đây, mọi người nhìn nè. Đàn chất rất là nhiều luôn, cho nên nó bị bám bụi thôi. Thì khi mà mọi người mua thì em sẽ vệ sinh lại một lần nữa ha, kiểm tra setup rồi cân chỉnh dây được các kiểu cho mọi người ha. Sau đó thì em mới gửi hàng nha. Và shop em thì nằm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Đấy. Mọi người ở xa thì cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em để trao đổi ha. Rồi mọi người ở đâu thì em cũng có thể ship hàng tới nơi của mọi người được hết nha. Hàng thì em sẽ ship qua đường bưu điện nha mọi người. Rồi, cây đầu tiên, một cây Shelder màu đen, cấu hình HXS, có mức giá chỉ có 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cho một cây HXS màu đen như thế này, rất là đẹp nha. Đó, đàn hầu như là khá là đẹp luôn, không có chạy chóc gì hết nha mọi người. Cây này đàn rất là ngầu. Đến với cây số 2 nha mọi người. Đến với cây số 2. Đây vẫn là một cây Shelder, nhưng mà cây này thì nó có một cái đầu cần hơi lạ một tí. Đấy, đầu cần đời mới sau này ha. Màu thì cây đàn có màu xanh bết nha mọi người. Cây này thì có màu xanh bết và cấu hình đàn cũng là HXS luôn. Đấy, cũng rất là đa dạng cho mọi người ha. Cây này nó khác cây đầu tiên về cái màu thôi mọi người. Đó là màu xanh bết nha, rất là đẹp. Cây số 2 có mức giá là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cho cây Shelder số 2 này ha. Sẽ đem mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 2 này ha. Thank you.
đến với cây số 3 nha mọi người. Đây là một dòng Aria Pro 2 Magna Series ha. Cái này thì rất là được các anh em nhạc công chơi nhạc ưa chuộng ha mọi người. Bởi vì nó có một cái chất tiếng rất là phù hợp để mọi người có thể làm show. Và cũng như là giá thành của nó khá là rẻ. Cái nó có một cái mức giá thành rẻ mà chất lượng nó lại có, chất lượng nó khá là cao ha. Cấu hình đàn là HXS, mọi người có thể chơi được đa dạng nè. Cây này thì có một cái màu đỏ nha mọi người, màu đỏ đen ha. Đó. Đàn thì gold hardware mọi người, khóa vàng nha, nhưng mà theo thời gian, qua thời gian thì nó bị bay màu nha mọi người. Đây, qua thời gian thì nó bị bay màu thôi, nhưng mà dùng thì rất là tốt, đồ Nhật mà. Đây, một volume, một tông ha. Đó, cấu hình đàn là HXS nha mọi người, cây này màu đỏ ha. Ngoại hình thì khá là đẹp và không có chạy chóc, nứt vỡ hay là chóc sơn gì hết nha mọi người. Đấy. Rồi, cây Aria Pro 2 dòng Magna Series này, cây số 3 thì có mức giá là 2,7 triệu nha mọi người. Khá là rẻ nha, 2,7 triệu. Sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của nó nha. Tiếp theo đến với cây số 4 nha mọi người. Đây là một cây thương hiệu Elliot ha. Elliot nha mọi người. Đó. Cây này màu xanh bớt và nó có cấu hình bích cúp là HXS luôn ha. Đây. 5-way switch. Đó. HXS đây, tông volume. Và đây là tone. Cấu hình là một humbucker nè, một single coil và một cái single coil ha. Này, cây này chắc âm rất là leng keng nha mọi người. Cấu hình thì đa dạng ha. Đàn này, cái này nó có một số vết xước nhỏ mọi người, cho nên nó có một cái giá cũng khá là ok ha. Những cái vết xước khá là nhỏ không quan trọng mọi người. Đây, mặt tớp thì màu xanh bớt ha, tớp màu tri tông xanh bớt mọi người. Nó sẽ có ba màu nè, đen, đỏ và vàng ha. Cần đàn thẳng mượt và cũng như là những cái phím gỗ, phím sắt không bị mòn ha. Đấy, bộ khóa rất tốt ha. Cái dòng này mọi người cũng thường sẽ được thấy anh em sử dụng để chơi nhạc đi show nhiều ha. Thì nó khá là rẻ và nó cũng rất là chất lượng mọi người. Rồi, cây số 4 này có mức giá là 3 triệu nha mọi người. 3 triệu cho cây Elliot ha. Ở đây mời mọi người nghe thử chất âm nha. Thank you.
theo mình đến với cây số 5 nha mọi người. Cây số 5 đó, cái này cũng có mức giá là 3 triệu luôn. Và đây cũng là một cái dòng Elliot nữa nha mọi người đó, dòng Elliot luôn. Nhưng mà cây này á, thì được này có bích cúp là Schneider Max. Đây, cái bích cúp Schneider Max nha mọi người đó. Bộ gọi là bông ngựa Wilkinson nè mọi người. Ngựa Wilkinson ha, nhúng 1 triệu lỡ nha mọi người. Cấu hình vẫn là XS. Đó, cây này thì nhúng 1 triệu lỡ, cây kia thì nhúng 1 triệu ha. Và cây này thì có tách coi nữa nha mọi người. Đây, có tách coi cái bích cúp này ra ha. Đây, khóa đàn rất là ok nha mọi người. Cần đàn thẳng mượt. Đây, cái bản Elliot đây ha. Đó, body, mặt trước mặt sau rất là đẹp. Cây này thì nó có màu đen nha mọi người. Cây này thì có màu đen. Đó, nhúng 1 triệu lỡ là mọi người có thể chơi khá là ok ha. Rồi, cây số 5 này có mức giá là 3 triệu nha mọi người. Sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 5 ha. Tiếp theo đến với cây số 6 nha mọi người. Cây số 6, đây là một cái dòng Fernandez nội địa Nhật nè mọi người. Đây, dòng này thì mọi người chắc chắn sẽ thấy rất là nhiều anh em sử dụng ha. Cây này thì nó có được cái màu body rất là đẹp và cũng như là cái chất âm của nó cũng rất là hay. Đây, Fernandez chính hãng nè mọi người. Đó, cây này có màu xanh nha mọi người. Đó, body siêu đẹp luôn mọi người. Tuy nhiên nó lại có một vài cái vết xước nhỏ mọi người. Đây, đây ha, một cái vết cấn này. Đây, một cái vít cấn nữa nha. Đó, hầu như là có 3 vít cấn mọi người. Và đây thêm một vít cực kỳ nhỏ nữa nè. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta có được một cái mặt tớp rất là đẹp nha mọi người. Đấy, mặt tớp cực kỳ đẹp luôn. À, mà đàn thì được sử dụng một cái cấu hình một cái HQ là gold ha, HQ vàng. Đây, ngựa vàng nha mọi người. Và nhúng cũng là 1 triệu lỡ luôn ha. Đấy, khóa cũng là khóa vàng nè mọi người. Rất là xịn sò nha. Đó, bộ khóa rất là xịn ha. Đầu cần thì nhọn nè. Đầu cần nhìn rất là cá tính mọi người. Rồi, cấu hình đàn XS 3 chiếc bích cúp Fernandez chính hãng nha. Màu đàn rất là đẹp nha mọi người. Rồi, cây số 6 này thì có mức giá là 3 triệu luôn nha. 3 triệu cho cây số 6 nha mọi người. Thank you.
Rồi, tiếp theo mà đến với cây số 7 nha mọi người. Đây là dòng Aria R2 Magna Series, và cây này là một cây đàn nhúng hai chiều nha mọi người. Đó, một cây đàn nhúng hai chiều. À, với một cái bộ nhúng phải gọi là cực kỳ xịn sò ha. Rồi rồi hai chiều nha. Đấy, mọi người có thể nhúng để tạo ra những cái âm thanh khác nhau mọi người. Đó, rất là ok ha. Cấu hình đàn là HXX. Rồi, vân gỗ có những cái vân ngang nè mọi người, được gọi là flame maple ha. Đây, body mặt sau cũng vậy mọi người. Cây này thì không có bị chóc sơn gì nhiều ha mọi người. Bị chóc một số cái chỗ giống như cái viền thôi mọi người. Đây. Đó, rồi, ngoài ra thì không có những cái chỗ to ha. Đó, nhưng mà cây này thì đổi lại chúng ta có được một cái nhúng hai chiều rất là ok nha. Đó. Rồi, cây số 7 này thì có mức giá là 3 triệu nha mọi người. 3 triệu cho cây Aria R2 Magna Series ha. Đúng 2 chiều, có thể tập luyện rất là ngon. Và cũng như là tập chơi những cái bài của Steve Vai nhúng nhúng nha mọi người. Rồi, sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 7 này nha. Tiếp theo mình đến với cây Yamaha Pacifica nha mọi người. Đây, đây là một cái dòng Yamaha Supertrack Pacifica 112G ha. Đó, cây này thì có body màu đỏ rất là đẹp mọi người. Cây này không có bị chày chóc ha, không bị chày sơn chóc gì hết. Đấy. Cấu hình đàn vẫn là HXX nha mọi người. Cấu hình đàn là HXX đa dạng ha. Hầu như là những cái dòng Yamaha đều là cấu hình HXX hết á mọi người. À, đây, mã model của nó là BAC112G nha mọi người. À, ổ khóa chứng tinh ha. À, những cái phím đàn rất là bóng bẩy nha mọi người. À, phím đàn rất là bóng bẩy, không mòn, không cấn mớp gì hết. Rồi, cây Pacifica màu đỏ. Rồi, cây này thì có mức giá là 3 triệu nha mọi người. 3 triệu cho cây số 8 ha. Và sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 8 nha.
đến với cây số 9 nha mọi người. Đây là một cây photogenic ha. Dáng là dáng led bao nha mọi người. Đấy, thì mọi người cũng thấy là hôm nay em lên led bao và bán led bao khá là nhiều nha mọi người. Đấy, thì hôm nay còn được cây led bao photogenic số 9 này là một cái màu, có một cái màu xanh bớt nha. Đấy, cây này có màu xanh bớt mọi người. Rất là đẹp nha, mẫu mã rất là đẹp. Màu sắc cũng rất là đẹp mọi người. Cần liền nha mọi người. Cây này là cần liền ha. Và cái dòng led bao này thì phù hợp cho mọi người chơi nhạc blue, rock, jazz rồi đó mọi người. Cái tiếng của nó khá là dày ha mọi người. Tiếng khá là dày, khá là ấm. Đây. Rồi, cây số 9 led bao. Cây này có mức giá là 3 triệu nha mọi người. 3 triệu. Rồi, sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 9 này nha. Tiếp theo đến với cây số 10 nha mọi người. Cây số 10 đây là một cây bát chuốt khá là đẹp mọi người. Cái màu rất là đẹp và cần lại là cần mắt bồ nữa ha. Rồi, màu đàn rất là đẹp nha mọi người. Cần là cần mắt bồ ha. Thẳng một không có bị vấn đề gì hết nha. Đó. Cần mắt bồ nó cho mọi người một cái chất tiếng khá là sáng ha. Đó. Body nè, màu vàng ha. Body màu 2TS mọi người. Chu tông xanh bớt ha. Đó. 3 chiếc single coil. Rồi, cây số 10 có mức giá là 3,2 triệu nha mọi người. 3,2 triệu cho cây bách chuốt cần mắt bồ này ha. Rất là đẹp nha mọi người. Sau đây mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 10 ha.
Rồi, đến với cây cuối cùng nha mọi người. Đây là một cây Koren. Koren là một thương hiệu nội địa của Nhật nha mọi người. Đây, mọi người thấy trên đầu cành nó có ghi nè, Made in Nippon. Đây, Nippon là da băng đó mọi người ha. Đấy, mọi người chưa hiểu thì mọi người có thể search trên Google tìm hiểu thêm. Thì cái chữ Nippon này là chữ da băng ha. Đấy, Made in da băng, Made in Nippon. Rồi, khóa là khóa vàng nha mọi người. Cái này, một bộ khóa vàng. Cái này đặc biệt ở cái body nó rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đấy, body màu vàng, có những cái vân flame marble đi ngang ha. Cấu hình đàn là HSS với 3 chiếc bích cúp zin của hãng Koren nha. Đấy, ngựa thì là nhúng một chiều lở. Đó, bộ ngựa nhúng một chiều lở với gold HV. Và qua thời gian thì nó sẽ bị oxy hóa đi và nó cũng bị bay màu một tí nè mọi người. Nếu mà đàn cũ mà nó lại không như vậy thì nó không còn là đàn cũ rồi mọi người. Body màu rất là đẹp. Tuy nhiên thì cây này nó cũng phải có một vài cái vết chảy xước nhẹ mọi người. Phải chảy xước nhẹ ở bên hông ha. Đây. Nhưng mà cây này tiếng rất là hay luôn mọi người. Và nó là cây Koren này tiếng cực kỳ hay luôn. Body lại rất là đẹp nữa. Đây, nắp lưng nè. Koren. Đầy đủ. Made in Nippon luôn mọi người. Cái nắp zin của nó luôn ha. Rồi. Đây, có một cái vết xước nhẹ nữa nè mọi người. Cái này lại còn được 24 phím nữa nha mọi người. Cần đàn lại là 24 phím nữa. Rồi. Cái Koren da băng, Made in da băng nồi luôn. Nhật là Nhật gốc luôn đó mọi người ha. Rồi, cây này có mức giá là 4 triệu rưỡi nha mọi người. 4 triệu rưỡi cho cây số 11 ha. Tiếng rất là hay. Sau đây mà mọi người nghe thử chất âm của cây số 11, cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay nha mọi người. Thì mọi người yêu thích cây nào có thể inbox cho em qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp cho em nha. Về hình thức để mình giao dịch đó thì mọi người đặt cọc trước giúp em là 500.000 nha. Sau đó em sẽ ship đàn, mọi người nhận đàn, kiểm tra, thanh toán số tiền còn lại cho shipper là xong nha. Rồi, và cũng như là mọi người xem video tới đây rồi thì mọi người nhớ lướt xuống ấn cho em xin một like và cũng như là một lượt đăng ký kênh nha mọi người, để em có động lực. Hàng ngày em sẽ up những clip giới thiệu đàn cho mọi người có thể tham khảo mỗi ngày, để vừa tham khảo vừa giải trí và cũng như là vừa xem được thêm nhiều đàn đẹp ha mọi người. Dạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ trong suốt thời gian qua nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Thank you.